trưa ngày hôm nay ngày 12 tháng 10, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên đường Ngọc Thụy, gần chợ Ngọc Thụy Long Biên, Hà Nội. Theo chia sẻ của những người chứng kiến thì vào hải 12 giờ trưa, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường D Ngọc Thụy, đến đoạn qua chợ thì bất thần lao xuống đường dưới, đâm vào chiếc xe taxi đang dừng đổ tại đây. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe taxi bị văng đi một đoạn rồi mắc vào gốc cây dừng lại. Tại hiện trường vụ tai nạn, phần đầu xe taxi bị đâm nát, xe tải cũng bị bỏng nặng, may mắn là bác tài taxi chỉ bị yêu quý nhẹ. Tình trạng bác tài xe tải hiện vẫn chưa rõ. Vụ tai nạn hy hữu này khiến những người dân bao quanh không khỏi sợ hãi sợ. Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường D Ngọc Thụy. Chiếc taxi bị xe tải đâm nát đầu. May mắn là bác tài taxi chỉ bị yêu quý nhẹ. Nguồn ảnh: Út.